Alo, nghe rõ không vậy? Có nghe rõ. Rồi, chào Rồi. Rồi, chào các cháu. Nãy giờ ngồi dưới nghe mấy cái câu như là muôn năm rồi trùng lê thì cũng có mấy vấn đề cũng xin trình bày để cho các em hiểu. Thứ nhất là tôi trả lời hồi nãy Vivi có trả lời chung chung về vấn đề cái giao thông. Tất nhiên bây giờ tôi nói một chiếc xe mà nhập về Việt Nam á, thì nhà nước đã đóng thuế rồi. Và khi đi trên đường tại sao có những cái trạm BOT? Trước nhất các bạn nhận xét về một chế độ, một đất nước, các bạn phải biết hiểu rõ về cái chế độ và cái đất nước đó nó phục vụ cho cái gì, cái chủ nghĩa nó là như thế nào nha, thì các bạn mới xác định được. Và cái dân tộc đó, cái đất nước đó nó trải qua một cái thời kỳ lịch sử nó ra sao, đất nước nó hòa bình hàng trăm hàng triệu năm nay hay là nó mới giải phóng đây, và cái công cuộc cách mạng đó là cái công cuộc cách mạng trong cuộc giải phóng đất nước hòa bình độc lập là do ai, là do nhân dân và cùng Đảng Cộng sản Việt Nam cùng làm. Thì đến khi xây dựng cũng thế, vấn đề cơ bản. Bởi vậy trong đất nước Việt Nam nó có câu là nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì bây giờ những cái công trình lớn mà muốn cho đất nước phát triển thì phải có cái hạ tầng giao thông. Hạ tầng giao thông càng nhiều càng tốt thì đất nước mới phát triển được. Và nếu mà cái Đúng rồi. lượng, cái đồng tiền của đất nước nó chưa đủ thì nhà nước và nhân dân cùng làm, và nhà nước sẽ mời những cái nhà đầu tư của nước ngoài vào để làm. Chứ không có một cái đất nước nào mà tự do, một cái đất nước đó mà điều khiển hết hay làm hết từ A tới Z hết. Do đó sau khi làm rồi thì người ta thu thuế trở lại, thu cái tiền BOT trở lại. Còn cái thuế của các bạn biết, tôi vừa xem một cái thuế ở bên Ba Lan là đóng bật 40%. Khi các bạn bán một cái nhà 1 tỷ thì các bạn đã đóng hết 400 triệu rồi, còn ở Việt Nam này không. Và thưa với các bạn là đất nước Việt Nam này đi từ nông nghiệp đi lên. Thì đại đa số đều xuất phát từ cái nông nghiệp. Thì bây giờ các bạn gọi lại bao nhiêu năm nay nhà nước có đóng thuế cho ruộng đất hay không, đất mà canh tác lúa thóc hoàn toàn không. Đó là cái chủ trương, cái chính sách của Đảng và nhà nước để cùng nhau xây dựng đất nước. Còn các bạn đây, tôi nói cho các bạn chỉ theo một cái chủ nghĩa là cái chủ nghĩa dân túy, các bạn chỉ nói thôi. Chứ bây giờ tôi nói như Tùng Lê hoặc giả là muôn năm gì đó, giao cho các bạn một cái ý để các bạn đóng góp. Bây giờ đất nước Việt Nam nó xấu như vậy đó, nó tệ như vậy đó, bây giờ anh đóng góp cái nào làm cho tốt, thì các bạn cũng chả biết cái gì các bạn đóng góp. Các bạn theo một cái chủ nghĩa dân túy, kích động vào một số tầng lớp nhân dân bị yếu thế, để cho những người đó cùng phục vụ cho bạn, cùng theo ý bạn, để các bạn phục vụ cho cái lợi ích cá nhân của bạn thôi. Nhưng mà xin thưa với các bạn, cái chủ nghĩa dân túy của các bạn thì ở đây anh em gì bức xúc nói thôi, chứ các bạn cái chủ nghĩa của các bạn thì tự phát, và chỉ có một thời gian ngắn là các bạn tự diệt, chứ các bạn không tồn tại được, không bao giờ tồn tại được. Bây giờ nói về cái chủ nghĩa của tư bản, là cái chủ nghĩa bây giờ ở Mỹ đó là theo chủ nghĩa tư bản, nhưng mà tư bản đây nó có cái chủ nghĩa dân tộc trong này. Dân tộc này nó giống như thằng Trung Quốc, mọi quyền lợi đều vì dân, nhưng nó khác ở cái chỗ là nó đi ăn cướp, nó đi dùng mọi thủ đoạn của các nước khác để nó đem về cái lợi ích đó cho dân. Mà cái dân ở các nước tư bản như Mỹ các bạn là đại đa số là ở bên công nghiệp, có nghĩa là các bạn lủi đầu qua đó thì các bạn có xe liền đó. Các bạn muốn Toyota có, muốn Mercedes có, các bạn có. Nhưng cái hệ thống mà siết chặt của tư bản nó đã quá rành rồi, nó siết từ nhà cửa xe cộ các bạn qua là có liền. Các bạn mở con mắt các bạn thấy là ở Việt Nam không có, nhưng mà ở Việt Nam nó khác hơn chỗ các bạn, là người ta có tiền bao nhiêu dân người ta mua, người ta tự xài, chả có đóng thuế cho ai hết. Các bạn đừng có nói là ở Việt Nam là đóng thuế. Việt Nam tôi nói là chỉ có những doanh nghiệp là đóng thuế thôi, cần những cái tiệm tạp hóa hoặc những cái cơ sở thì chưa chắc là đóng thuế đủ hết cho nhà nước. Do đó bây giờ đất nước còn nghèo, muốn xây dựng cái hạ tầng thì nhà nước và nhân dân cùng làm, bằng một cách là kêu gọi nước ngoài vào đầu tư đường xá, và sau khi đó các bạn đi người ta lấy cái thuế BOT lại để trả lại cho cái tiền đầu tư đó. Cái đó là một cái ưu việt của một đất nước, từ đảng và dân đoàn kết với nhau. Ê, các bạn có những bạn trẻ nãy giờ trả lời chung 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 mấy cái thằng này nó không thấm. Còn cái tư bản của các bạn là gì? Cái nước tư bản như Mỹ
nó đã nắm chặt hết các bạn rồi, các bạn lủi qua là nó bán cho các bạn liền thôi. Nhưng các bạn phải đi làm hàng ngày. Và tôi nói cái tiêu biểu nhất là cái đại dịch COVID-19. Tôi nói ở đất nước Việt Nam này, nếu đất, cái đại dịch đó nó kéo dài thêm một năm nữa, dân tộc Việt Nam vẫn sống nhăn răng, vẫn phơi phới. Còn bên Mỹ, tại sao Tổng thống Trump phải kêu mở cửa? Đó, tại vì các bạn đã nằm trong cái khuôn khổ rồi. Các bạn mà nghĩ là một ngày, hai ngày, ba ngày thì các bạn chịu được, chứ một tuần lễ là các bạn đói. Từ cái chỗ đó mà hiện nay cái nước Mỹ là cái nước đầu tiên, cái nước tiên tiến nhất lại bị chết vì Covid-19 nhiều nhất. Còn cái quan tâm cho dân, người ta thường nói một câu là con người tạo ra của cải vật chất, cái mạng sống con người là quý trọng hơn hết. Có con người mới có vật chất, bạn còn sống bạn mới đi làm cho kinh tế được. Nhưng nước Mỹ không thực hiện được. Không phải là không muốn, nhưng thực hiện không được. Việc của đây nè, bây giờ các bạn đã thấy rõ rồi đó. Các bạn không thực hiện được, tại vì các bạn nghĩ đi làm xí nghiệp không ngưng thì các bạn đói, mà các bạn đói thì các bạn không có tiền để đóng tiền thuế nhà, tiền thuế xe, tiền sinh hoạt. Còn ở Việt Nam tôi nói xin thưa với các bạn, hiện nay đảng và nhà nước cùng nhân dân cùng làm. Do đó tôi nói nếu cái đại dịch COVID-19 mà nó có trải, nó có xấu đi nữa thì Việt Nam, dân Việt Nam vẫn sống thoải mái. Tôi nói thật với các bạn, nó sống thoải mái. Còn cái nước tư bản các bạn thì như nước Mỹ là cái công nghiệp của nó là công nghiệp chiến tranh. Nếu cái đất nước nào không có chiến tranh thì thằng Mỹ nghèo. Không gây được chiến tranh các nước thì thằng Mỹ nghèo. Từ cái chỗ đó nó mới đẻ ra các bạn, để các bạn xúi dục. Mà các bạn lại theo cái chủ nghĩa dân túy, tất nhiên cái ý của các bạn chỉ nói được thôi. Chứ còn bây giờ giao đất nước này hoặc giả là cho các bạn đóng góp ý kiến để xây dựng thì các bạn cách có biết cái gì mà các bạn đóng góp được. Các bạn chỉ có giỏi là đứng ngoài đã phá chơi thôi. Chứ còn bây giờ tôi nói là bây giờ, rồi bây giờ đường xá Việt Nam như vậy đó, người đông, tiền bạc, đất nước nó còn nghèo, các bạn làm cách nào để có đường xá, để phát triển hạ tầng thì các bạn ngu như con chó, các bạn không biết cái gì. Người ta làm, người ta cùng với nhân dân người ta làm thì các bạn lại đứng ngoài, các bạn xỏ vô. Và cái chủ nghĩa tôi nói một cái nhóm người của các bạn chỉ bộc phát một thời gian thôi. Nhà nước không dẹp, anh em chúng tôi không phản ảnh thì các bạn cũng tự diệt. Các bạn thấy có cái phong trào nào mà nó tồn tại hay không? Dân quan nè, dân chủ cội nè, kể cả như Hoàng Cơ Minh ngày trước, có cái nào nó tồn tại được hay không? Tại vì cái mục tiêu của các bạn không phải vì cái chung, mà cái mục tiêu của các bạn là vì thỏa mãn cái cá nhân, phục vụ cho một cái lợi ích nhóm. Nó không có một cái đại trà, nó không có một cái tập thể, nó không phải vì đất nước. Thì cái chủ nghĩa của các bạn hiện nay, các bạn thấy bây giờ tôi nói, tôi phơi bày cho các bạn thấy cái tư bản của các bạn mà các bạn đang mê đó. Nhưng mà các bạn mê là mê về cái lý luận thôi. Còn sự thật tối về các bạn nằm rác tay trên trán thì các bạn đã lo bữa nay, các bạn đã lo ngày mai rồi. Chứ các bạn không được tự do như ở Việt Nam. Thành ra cái chiêu bài tự do, cái chiêu bài mà cộng sản ác chế dân, hèn với giặc ác chế dân, thì hiện nay nước Mỹ đang thực hiện đấy. Còn như hồi nãy Tùng Lê nói cái là không cho biểu tình, các bạn thấy cái lợi hay là cái hại trong cuộc biểu tình? Và chính Tổng thống Trump bây giờ đang đau đầu và có thể bị trớt cử luôn vì vấn đề biểu tình này, lợi dụng vào đó. Cái vấn đề là kỳ thị chủng tộc có, chứ không phải là không có. Nhưng một số người lợi dụng vào đó, cũng như ở Việt Nam là cái dân quan dân tham. Quan của Việt Nam có chứ không phải là không có, đất nước nào cũng có quan. Nhưng các bạn lợi dụng vào cái đó. Ở bên Mỹ cũng thế, lợi dụng vào cái đó để phá hoại đất nước, mưu cầu cho cái lợi ích cá nhân. Và tôi còn nhớ những cái cuộc biểu tình của các bạn ở bên Mỹ. Các bạn tuyên bố cái bệnh dịch COVID-19 là cái cảm thông thường thôi, chả có gì hết. Lợi dụng vào đó để tàu cộng này nọ vân 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 vân. Bây giờ nó chết trên 100, gần 150 triệu người rồi. Nhưng cái sinh mạng đó, các bạn có thấy cái người lãnh tụ của đất nước như Tổng thống Trump có ngồi đau đầu bứt tốc như Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam? Thì cái thằng nào lãnh đạo lo cho dân? Còn tôi nói tất cả là vì dân. Cái niềm tin của người dân với lãnh đạo là quan trọng nhất. Và nếu 46 năm nay Đảng Cộng sản Việt Nam làm mất lòng dân,
thì khỏi cần những cái miệng hôi như các bạn xía vào đâu. Dân dân người ta tự đứng lên. Các bạn cứ coi cái chữ cộng sản là một quái vật, nhưng các bạn không thấy cái cuộc sống của người dân trong một cái chế độ cộng sản này như thế nào. Các bạn nhìn vào sự thật, nhưng các bạn không dám công nhận sự thật. Trình độ của các bạn có bằng một cái ngón chân của luật sư Hoàng Duy Hùng không? Một nghị viên đấy, nghị viên ở bên Mỹ đấy, đã từng đi các nước đấy, đã từng chống cộng cực đoan đấy, đã từng đem bom về Việt Nam để phá đó. Nhưng sau khi về, người ta thấy được, tuy là gọi cộng sản, mình chưa hiểu về cộng sản, mà cái cộng sản ác với dân, hèn với dân, là cái nhồi ông thầy cha mẹ của các bạn để lại. Trong đó tôi nói với các bạn, chính tôi là người lính Việt Nam Cộng Hòa trước. Chả có hay ho gì một cái chế độ ăn hối lộ từ dưới ăn lên. Từ vợ tổng thống đến một thằng tiểu đoàn trưởng, bộ binh tác chiến, lính sư đoàn, lính binh chủng. Ở Việt Nam bây giờ nói như thế không phải là không tham nhũng. Nhưng cái quan trọng là chính phủ, người đứng đầu có dám dẹp cái tham nhũng này không? Đó mới vấn đề là quan trọng. Trước khi các bạn, đất nước các bạn khi xây dựng kinh tế thì 9 người 10 ý, 10 người tốt cũng có 2-3 người gì lợi ích trong đó tham nhũng. Thì các bạn gọi vào chỗ đó. Nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú và đang xử từng bước những cái người cao cấp. Như vậy không? Cái chết. Có một thằng thượng viện, có một thằng nghị sĩ nào tham nhũng cỡ cái tầm mức quan trọng như Việt Nam mà được đưa ra tòa hay không? Thì như vậy cái dân chủ ở Việt Nam nó có là không? Cái tự do Việt Nam nó có hay không? Có ác với dân không? Mà cái ác với dân hiện nay là tôi nói là Tổng thống Mỹ là cái chế độ tư bản á. Dân chết không lo, mở cửa. Rồi sao bây giờ hú hồn lên lại Tổng thống lại bắt đầu hôm trước là biểu bỏ khẩu trang đi, bây giờ lại mang cái khẩu trang đen thui trên miệng. Rồi, đa đảng, các bạn bây giờ cũng còn ông muốn đa đảng. Chỉ có hai đảng thôi, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ thôi. Mà chửi nhau tối ngày. Bà Chủ tịch Hãng Nghị viện, bà PCC đó. Cái đối đãi cái dân hóa của các bạn, từ một cái bà nghị viên, Chủ tịch Hạ viện, một cái ông Tổng thống, mà khi lên diễn đàn, khi lên nói chuyện trước cái Quốc hội, thì người này nghinh qua, người kia dục lại, một cái người hạ viện dám xé cái bản thuyết trình của một tổng thống ngay giữa bao nhiêu ống kính của quốc tế. Cái văn hóa văn minh của các bạn nó như thế. Cái hay của chế độ tư bản các bạn là như thế. Bây giờ tôi nói nè, nói trở lại để như Tùng Lê nãy nói, tôi rất bức xúc mà nãy các em trả lời chung chung không đau nó đâu. Bây giờ Tùng Lê thử nghỉ đi, nghỉ một tháng không đi làm đi, có đói nhăn răng không? Còn Việt Nam giờ bây giờ Tùng Lê về đi, tôi chỉ ngay ông nào đi, ông ở nhà ông nhậu với tôi một tháng, người ta dám ở nhà người ta nhậu liền. Các bạn đâu có, các bạn chỉ, tôi nói các bạn theo một cái chủ nghĩa dân túy là các bạn chỉ biết chê, biết phê bình, chứ bây giờ giao cho các bạn thì các bạn đéo có biết làm cái gì hết. Nói xin lỗi, các bạn chả có biết làm cái gì hết. Bây giờ tôi nói thẳng, bây giờ như thằng Đào Minh Quân như nãy có mấy em nói Đào Minh Quân hay là gì đó, mấy cái đó các em dẹp đi. Bây giờ thí dụ mà đất nước này nó có cái gì đi nữa thì cũng không tới lượt cái thằng đó đâu. Bây giờ nó có biết cái gì? Chính là một cái người lên đó vận động, nhưng nó chỉ có một cái nó lợi dụng vào vấn đề đó để nó đầy cái túi của nó thôi. Nó lợi dụng vào một cái số lòng cái người yêu nước mù mờ đến nỗi là chẳng hạn tôi bây giờ tôi cũng nghĩ tôi thương thằng Ben Ninh Trương với Thanh Thái khi nó phát biểu. Phải thương nó. Tại vì nó quá ngu, nó không biết cái gì, kể cả một kỹ luôn. Nó không có thấy cái gì đất nước Việt Nam mà biểu nó về, nó đéo có dám về. Nó sợ nó không dám về. Nó nghe cái tiếng cộng sản như là trâu thấy dù vậy, nó sợ nó không dám về. Và nếu mà nói các bạn nói cộng sản ác với dân thì tôi thưa với các bạn, chín mươi sáu triệu là điều cộng sản. Một cái chế độ nó ưu việt, và nếu nó không ưu việt thì nhân dân các tầng lớp sẽ đấu tranh thôi. Mà cái chế độ tư bản của các bạn, tôi nói dần dà nó cũng phải đi ngược trở về cái chế độ này, nó đi quanh trở lại cái chế độ là đấu tranh giai cấp, rồi dần dần tiến lên là
chủ nghĩa xã hội thôi, không nào khác. Đó, thì bây giờ cụ thể như hai cái đảng tôi vừa nói đấu đá với nhau. Bây giờ dân chết, dân nhiễm Covid-19 không lo, cứ lo đấu đá với nhau để tranh cử tổng thống. Ông nào đứng lên cũng vỗ ngực xưng tên ta đây hết. À, ta đây là công trạng của ta đây, ở trên cái chế độ cộng sản có cái ông đảng viên nào lên kể công? À, có cái ông nào lên cổ công không? Như là bây giờ tôi nói quanh trở ngược đó là bị bản trước thời bao cấp, là như ông Võ Văn Kiệt đó, chính ông đã ý kiến và ông ra một cái chương trình là khai thác cái Đồng Tháp 10, cứ 500 mét vuông là có một con kênh. Thì cái kinh tế đó bây giờ, cái đồng, cái nông nghiệp của Đồng Tháp 10, một cái cánh đồng bưng quan quá, nó đã trở thành lúa ba vụ. Nó tạo cho một cái là Việt Nam bây giờ xuất khẩu gạo đứng hạng nhất hạng nhì trên thế giới là nhờ đâu? À, người ta có đứng lên, người ta nói là tôi, ông Võ Văn Kiệt, ông đứng lên, ông nói là tôi, công đảng của tôi vận động này, bà con bỏ phiếu cho tôi không? Mà các bạn ở bệnh như tổng thống muốn lên ứng cử thì cũng những nhờ những cái nhà tài phiệt. Mà những nhà tài phiệt đó là ai? Những nhà tài phiệt đó là những cái doanh nghiệp sản xuất vũ khí, bỏ tiền ra cho một cá nhân trong cái đảng đó ứng cử. Và khi đã đắc cử rồi thì Ale, tôi giúp anh ứng cử lên đạo tổng thống rồi, thì bây giờ anh phải có cái quyền lợi, anh phải làm thế nào đó để cho các doanh nghiệp của tôi bán được vũ khí. Thì từ cái chỗ đó tổng thống mới là đi ra kêu chiến nước này chọt gãy nước kia. À, cái thủ đoạn của Mỹ đừng có nói là các bạn bài Trung, Mỹ và Trung Quốc đã ngang nhau, cái thủ đoạn đã ngang nhau rồi, chả có tin được cái thằng nào, mà nhất là thằng Mỹ, thì các bạn đừng có mơ thằng Mỹ. Thành ra bây giờ các bạn nói là đất nước Việt Nam, tôi hỏi Tùng Lê và một số người hồi nãy ở trên chúng ta nói đất nước Việt Nam là nghèo khổ đói, các bạn chỉ cho tôi chỗ nào nghèo, dân cho người nào đói. Các bạn ở bệnh, các bạn chỉ có nước là chọt gậy bánh xe phá để là nói cho nó trả cái miệng các bạn thôi, chứ các bạn cũng chả có biết cái đất nước này nó như thế nào, người dân nó ra sao. À, bọn nó dựa vào cái đám dân chủ quậy ấy, chứ bọn nó nghĩ đám dân chủ quậy tối ngày biểu tình, lôi nhau biểu tình ở Hà Nội á, khu số 1 trụ sở tiếp công dân ở Ngô Thị Nhậm Hà Nội ấy, thì bọn nó bảo là dân đói nghèo khổ do cái đám dân quan á, nó là chuyện kia. Tôi nói vậy, đám dân quan giải thích, đám dân quan như tôi nói nãy là đất nước nào cũng có một số dân quan. Tuy nhiên dân quan đó không phải, tôi đính chính cho các bạn, không phải là chủ trương chính sách của đảng và nhà nước làm cho dân quan, nhưng đó là do cái lòng người. Tôi thí dụ bây giờ bạn làm ông cha, các bạn rất liêm khiết một người cha, nhưng các bạn sai hai thằng con, mày đi ra ngoài đó mày mua phân bón gì đó về mày đãi ruộng, nhưng mà trong đó có thằng con nó ra nó mua có một bao thôi, biểu mua năm bao nên cũng mua có hai bao, một bao thôi, còn tiền đó nó bỏ túi nó đi chơi pizza hoặc giả đó làm gì đó. Thì cái sai này là cái sai của ông cha, là sai của đứa con. Mà cái ông cha tôi thí dụ như bây giờ đảng cộng sản Việt Nam đó, chính phủ Việt Nam đó, còn cái đứa con là những cán bộ đó đó, những cán bộ mà đưa cho tiền cho mua năm bao rê để rải ruộng thì ra đi chơi hết ba bao, chỉ mua có hai bao thôi. Thì cái tác hại nó như thế nào? Cái tác hại đó, thay vì cái ruộng của người dân đó rải đúng cái tỷ lệ phân bón rê thì nó sẽ lúa sẽ tốt, nhưng về rải cho lúa người ta không tốt, thì cái người mà lúa bị không tốt là dân quan. Thì cái người dân quan này đi khiếu nại, đây là cái cơ hội ngàn vàng cho các bọn chống cộng cực đoan nhảy vào. Ờ, các bạn bơm thêm. Cái này là tôi thấy là do cái ông cha già nó biểu nó đi mua là thôi, ổng lấy ba bao bỏ túi hết rồi. Vậy mà cái thằng con nó đi lấy, cái thằng cán bộ thoái hóa này nó lấy. À, thì cái người mà bị thất thoát này thì đương nhiên phải bực mình tâm lý mà. À, anh bài vậy tôi thấy có lý quá. Thôi bây giờ anh muốn đấu tranh thì bây giờ tôi dẫn anh ra ngoài chỗ cái văn phòng tiếp dân bởi quốc hội kiện lên. Thì các bạn phải, các bạn lợi dụng những cái dân quan thôi. Tôi ví dụ một trường hợp đơn giản vậy thôi. Và cái đất nước chúng tôi bây giờ là như thế. Có dân quan,
Nhưng đó là những người thoái hóa, và cái những người thoái hóa đó có tồn tại như cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước hay không? Hoàn toàn không. Anh giấu cho kỹ thì thôi, còn nếu anh giấu không kỹ thì cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ đang đốt, chứ đâu phải người ta bỏ qua như cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Rồi Tổng thống Thiệu đi buôn lậu từ ở miền Tây về Bến Lức Long An, bị đại tá Dương Văn Năm cho lính bắt, rồi rốt cuộc ra tòa xử thì chính người bắt đó là những người có tội, còn những người buôn lậu là do tướng Quang á, là em rể của Tổng thống Thiệu á, thì dẫn đầu cái đoàn nó đi đó. Thì được thăng cấp. Cái thúi nát trước ngõ các bạn mà các bạn không biết, mà các bạn cứ mà các bạn cứ xỏ vào cộng sản là hèn với giặc, ác với dân. Ác ở chỗ nào? Bây giờ tôi nói là hiện nay là cái đất Mỹ là hòa bình, tức như là xây dựng đất nước này là 200 mấy chục năm. Đất nước Việt Nam xây dựng đất nước này bao nhiêu? 20 mấy năm. Nếu nói đúng ra là mới 20 mấy năm thôi, tức như từ hồi mở cửa thôi. Rồi cái đất nước nhỏ bé này chịu bao nhiêu cái chiến tranh? Đánh 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Pháp, 20 năm đánh với Mỹ. Đánh mà không phải ngửa tay xin đồng viện trợ như cái Việt Nam Cộng Hòa lệ thuộc toàn bộ ngoài kia, ngoài Mỹ, mà tự từ cái trong tre, từ con ông dò dẻ, dân với quân đoàn kết lại, đầu trần chân đất, đoàn kết đánh thắng mấy đế quốc. Thì cái từ chỗ đó tôi phân tích trở lại là tại sao bây giờ có cái BOT giữa nhà nước và nhân dân cùng làm. Người ta đoàn kết trên dưới một lòng, đâu có lệ thuộc. Còn các bạn ca ngợi một cái chế độ tư bản mà lệ thuộc toàn bộ từ cái gạo. Hồi trước tôi nhớ là lấy gạo của Thái Lan, nhận gạo của Thái Lan về ăn, kể cả mà gia đình tôi là lính, rồi bắt đầu là gạo Thái Lan đó, rồi bắt đầu là đem về cho vợ con ăn, thì ăn không đủ thì bán ra ngoài, dư thì bán ngoài. Còn tham nhũng, có quân tiếp vụ thì cỡ đại đội trưởng này nọ là nó ăn mẹ hết rồi. À, nó thú nát cái mức độ đó đó. Nhưng ở trên nó không có giá ai mà dám báo cáo lên trên hết. Còn cái chế độ này nó giờ sao? Nhìn lại đi. Bây giờ các bạn, sau khi cái đại dịch Covid-19 này, các bạn, tôi nói thật các bạn, nếu các bạn là những người có khối óc, có một cái đầu biết suy nghĩ, thì các bạn đã câm cái mồm các bạn lại rồi. Và tôi cũng cảm ơn cái Covid-19 này nó lòi cái mặt nạ của cái tư bản ra. Chứ còn không, chính tôi cũng nghĩ là đất nước tư bản là nó tự do, cái gì nó qua bển là có xe có cộ liền. À, nếu mà nó, dân có thất nghiệp 10 năm hoặc là 3 năm cũng không sao, ai có về đâu, mới có Covid-19 nó có hoành đâu có mấy tháng thôi, bung hết ra, phải trống đánh xuôi càng thổi ngược, mở cửa không mở cửa là chết. Có người ra biểu tình nói bây giờ thà là chết vì Covid-19, chứ còn nếu mà không cho mở cửa, không cho buôn bán nữa là sẽ chết về kinh tế, sẽ chết về hạt gạo. Cái ưu việt đó, cái ưu việt của chế độ mà các bạn tôn thờ, các bạn cho là xa qua trị lạc. Còn cái thế nói thật chứ các bạn, không phải một hai cái người như là Tùng Lê nói mà là tin được đâu. Mình phải lấy cái đa số, mà đại đa số những người Việt kiều bên đó, người ta đều tố cáo cái thế của tư bản. Còn Việt Nam bây giờ tôi nói là dưới đất nước công nghiệp, ngay cả các nước tư bản ở châu Âu bây giờ người dân cũng cực khổ vì cái dịch Covid-19 này này. Bán một cái nhà ở đây, Hà Lan đó, bán một cái nhà 1 tỷ thì mới đóng thuế 400, rồi còn ở đây mình bán cái nhà đóng thuế bao nhiêu, giỏi lắm là 20 triệu. Bán cái nhà giờ 1 tỷ thì được, đóng thuế và thuế trước bạ, tôi gọi là thuế trước bạ khoảng 2. Thì cái thuế nhẹ như vậy thì khi mà người ta đã xây dựng, muốn đất nước phát triển thì người ta làm đường làm xá, thì người ta phải gọi các nước ngoài vô chứ. Nhà nước nào cũng lẽ nhà nước giờ ổng có đầy đủ hết á. Trong khi tôi vừa phân tích hồi nãy tôi nói tới cái đoạn đó rồi tôi bắt đầu tôi quên, là cái đất nước bị chiến tranh. Sau khi giải phóng rồi thì các bạn, kể cả Campuchia, kể cả Trung Quốc, kể cả Mỹ cấm vận, thêm vào cái tuổi lộn xộn và chống đối phá hoại như các bạn nữa, có không? Các bạn lấm nhốm gì cho nước hả? Các bạn phá, cụ thể là Hoàng Cư Minh đấy, rồi một số mà quân tàn quân là Buôn Rô ngày trước đó. Tôi nói các bạn kiếm đi, tìm đi,
coi có một cái chế độ nào ưu việt như chế độ cộng sản Việt Nam hay không. Tôi nói cộng sản Việt Nam nha, chứ không phải tôi nói cộng sản Trung Quốc nha. Có cái chế độ mà lèo lái nào hay như cộng sản Việt Nam? Chứ các bạn lúc nào các bạn cũng muốn dập cho cái chế độ này hả? Mà các bạn đã thực hiện rồi, rồi các bạn tổ chức những cái người về đất nước phá hoại, cụ thể như Hoàng Duy Hùng, cụ thể như Đào Minh Quân đưa cái người vào đặt bom ở cái phòng thuế ở Bình Dương, có không? Nhưng các bạn chỉ gây rối thôi, chứ tôi nói các bạn cũng chả có làm gì được. Tôi nói như đã nói, các bạn theo một cái chủ nghĩa dân túy thì các bạn chỉ dựa vào một số người yếu thế rồi các bạn gợi lên cái kích động đó để cho những người đó phục vụ cái mục đích của các bạn. Một, vì tiền. Hai, vì cái tôi của các bạn. Chứ các bạn chả có làm gì được. Bây giờ không dẹp các bạn cũng không đốc đầu vậy nổi. Thì đừng có nói mà đấu tranh hay là phá hoại hay là lật đổ cái gì. Tại vì tại sao? Không phải Việt Nam nó dẹp nhiều súng đạn, nhiều bom mìn, nhiều cái chất là cái phương tiện chiến tranh mà các bạn sợ. Mà sợ đây nhất là sợ lòng dân. Mà lòng dân đó là ai? Là chúng tôi, là những người nông dân thật thụ. Tôi ngồi nói đây là tôi là nông dân. Mà hơn nữa tôi là lính Việt Nam Cộng Hòa. Hai cái chế độ tôi sống tôi đã hiểu hết rồi. Thì các bạn đừng có biểu tôi. Bây giờ tôi nói thật với các bạn, tôi rất dị ứng khi các bạn nghe nói Mỹ mà nó đem máy bay này nọ, nó bay ngoài Nguyễn Đông để nó trừng trị Trung Quốc này nọ, nó dẹo Trung Quốc. Các bạn mừng rồi, có Mỹ rồi Trung Quốc nó sẽ sợ. Xin thưa, thằng nào như thằng ấy thôi. Thằng Mỹ tại sao năm 1982 khi lực lượng của quốc tế công nhận nó không công bố, tới bây giờ nó lại mới phản đấu cái đường lưỡi bò? Chẳng qua là nó đang tè cái thằng Trung Quốc, nó muốn kéo Việt Nam vào theo nó nịnh bợ đó, nó nói cách nào đó. Nhưng Việt Nam không. Tôi nói quan trọng với các bạn đừng có nói nước nào vào, đánh nước nào vào. Cái quan trọng của dân Việt Nam là tinh thần đoàn kết. Đã đánh Mỹ, đánh Pháp từ cái đôi dép râu đến cái nón nang mà vẫn thắng những đứa quốc cường tráng, thì bây giờ cái tiềm lực của Việt Nam nó khác rồi. Cái quan trọng là lòng dân đối với một cái chế độ. Chứ còn các bạn lòng đừng dân có đối với một chế độ như cháu cảm thấy thế này thôi. Nếu mà lòng dân không đối với chế độ cộng sản, với chế độ này thật sự người ta nghe theo đảng ấy, thì trong cái đợt dịch bệnh Covid-19 này này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước này, Quốc hội với cả Thủ tướng kêu gọi hãy ở nhà cách ly giãn cách xã hội, xong là làm đủ mọi biện pháp để ngăn ngừa không cho dịch bệnh lây lan ấy, thì người dân đã không nghe rồi. Không nghe thì sinh ra loạn lạc biểu tình như ở các nước khác, thì đương nhiên bây giờ dịch nó tràn lan khắp cộng đồng rồi, đúng không chú? Bây giờ cái chủ trương và cái chính sách người ta thật sự vì dân. Khi cái bệnh đó là người ta tập trung hết, ta gác hết lại mọi chuyện, mà kể cả lực lượng quân đội và công an đều tập trung vào để ngăn ngừa Covid-19. Cái thứ hai nữa là cái nhân quyền và cái tự do của đất nước này nó nằm trong cái khuôn khổ, nó không có bị lậm thuốc cái tự do như bên Mỹ. Bên Mỹ bị gì? Cho là tự do, cho là nhân quyền. Khi biểu mang khẩu trang thì nó anh xúc phạm nhân quyền, tôi không mang. Là các anh đã uống quá liều cái thuốc nhân quyền, các anh đã ăn nhiều quá cái tự do. Do đó cái ưu việt nó nhờ Covid-19 này nó mới lòi ra cái tự do, cái nhân quyền của các anh. Nó có cái điểm hở ở chỗ đó, nó có cái không đạt ở chỗ đó. Chứ nếu mà không có Covid-19 thì cứ nghĩ các anh là tự do. Tại vì đất nước các anh có bán súng đạn nè, các anh muốn chửi ai các anh chửi nè, các anh muốn kéo cờ biểu tình các anh kéo nè, thì các anh cho đó là quá vinh quang rồi. Nhưng bây giờ cái hậu quả của cái vinh quang, cái tự do, cái dân chủ quá trớn cái đó mà gần 150.000 người đã chết, lây nhiễm đứng thứ nhất trên thế giới. Và đâu đây nó còn nữa, nó còn cái chỗ mà các anh mê đa đảng đó. Thì bây giờ hai bên đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đang đấu tố với nhau, đang tranh giành với nhau để sắp tới cái tháng 11 là tháng bầu cử tổng thống. Cứ tập trung vào vấn đề đó thôi. Tôi thấy chả có cái gì mà cho dân. Còn ở Việt Nam các bạn thấy không? Khi xảy ra là chỉ có một cái bệnh nhân 17 hay 16 gì đó tôi nhớ không chính xác.
mà về Khai Mang là ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông ngồi ông bứt đầu gãi tóc. Và sau khi đó người ta truy ra cái hệ tới F1, F2, F3, F4 để người ta ngăn ngừa. Là cái gì? Cái đó người ta đâu phải phục vụ cho một cái chế độ, phục vụ cho cái tầng lớp chóp vu, mà phục vụ đó là phục vụ cho người dân, tránh lây lan. Và kết quả 17, xin cảm ơn Lý Công Tập, người ta không có bị một người nào chết hết, đất nước vẫn là... Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta mở cửa và chúng ta làm kinh tế ngon lành hơn các nước khác. Còn các bạn bây giờ các bạn gọi là bên Mỹ đi, tôi nói là các bạn nên xấu hổ, chứ các bạn đừng có lên đây mà chống đối, đừng có lên đây mà nói, đừng có lè thiên hạ mà nói là đất nước đó lo cho dân, chính phủ lo cho dân trùng lê nãy, lo cái chỗ nào. Còn bên nay có Covid-19, tôi nói tôi còn nhớ là cái Covid-19 nó đã giảm rồi đó. Trùng lê ở bên Pháp. Sau khi Covid-19 thì các nước tư bản nó cũng giống nhau thôi. Mỹ, Pháp nó cũng giống nhau, cũng khối châu Âu, khối đồng liên minh đó. Thì tới cái cuộc điện thoại của người dân mà chính phủ cũng phải nhắc. Hồi đó các bạn nhớ không? Chắc các bạn đâu bây giờ Việt Nam các bạn biết, trước khi các bạn bấm điện thoại các bạn nghe thì có cái lời nhắc nhở của cái tổng đài về cái bệnh dịch, để cho người dân có một cái ý thức để mà ngừa cái bệnh Covid-19. Còn các bạn thì các bạn bây giờ tôi nói nè, các bạn chỉ đứng ngoài các bạn châm biếm, các bạn phê bình thôi, thì cái phê bình đó ai cũng phê bình được hết. Không lúc bây giờ giao cho các bạn biểu, các bạn sửa, các bạn làm. Đó, thì bây giờ tôi nói như thế, một phần nói như thế để cho anh em khác có những cái ý kiến, có những cái đóng góp. Thì trước khi dứt lời thì xin cảm ơn vị chủ diễn đàn và cảm ơn tất cả anh chị em đã xem cái diễn đàn. Xin chào. Cháu cảm ơn chú, cháu chào chú. Chúc chú có một buổi tối mạnh khỏe. Cho chú xuống đi. Dạ. Chú tự xuống đi. Tao đang chỉnh cái màn hình. Tao bức xúc cái Tùng Lê quá mà tao nói thôi, chứ tao qua vụ này tao cũng rành.